Sài Gòn mấy ngày nay lạnh và mát lắm các bạn ạ. Thời tiết này phải được nằm trong phòng trùm chăn nhâm nhi một cuốn tiểu thuyết hay ho hấp dẫn và lôi cuốn như là cuốn Không Gia Đình Này thì thật sự là đã lắm các bạn ạ. Mình mới đọc xong cuốn Không Gia Đình Này vào đêm hôm qua và đến bây giờ cảm xúc vẫn còn đang lâng lâng nguyên vẹn, nên là mình rất nóng lòng muốn chia sẻ cuốn Không Gia Đình Này đến cho các bạn. Và chào mừng các bạn đến với kênh The Passionate. Đây là nơi mình chia sẻ những tóm tắt, cảm nhận và trích dẫn những câu hay nhất trong các cuốn sách mà mình đã từng đọc. Và cuốn sách mình sẽ review và tóm tắt cho các bạn ngày hôm nay đó chính là cuốn Không Gia Đình của nhà văn Pháp Hector Mallet. Nào, bắt đầu thôi nhé. Để các bạn có thể hiểu được những gì mình chia sẻ trong video thì mình sẽ tóm tắt sơ nội dung của Không Gia Đình. Remy chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình Này. Remy là một cậu bé bị bỏ rơi, được má Barbara nhận về nuôi và yêu thương như con đẻ. Năm lên 8 tuổi thì Remy bị ông Barbara bán cho cụ Vitalis là chủ một gánh xiếc rong, bao gồm một con khỉ tên là Joliker, ba con chó tên là Capi, Sabino và Donce. Tuy là chủ nhưng mà cụ Vitalis rất thương yêu Remy, đã rèn luyện cho em những đức tính quan trọng như là cần cù lao động, tự lập, tự trọng. Cụ còn dạy cho em học đàn, học nhạc và học chữ nữa. Trong một lần vì chống lại tên cảnh sát đánh đập Remy cho nên là cụ Vitalis phải đi tù. Trong thời gian này thì Remy may mắn được một phụ nữ người Anh cưu mang. Sau khi cụ Vitalis ra tù thì Remy tiếp tục đồng hành cùng với cụ Vitalis và gánh xiếc rong của mình rong ruổi trên khắp nước Pháp. Thế nhưng cái xui rủi liên tục ập tới, hai con chó bị chó sói ăn thịt, Joliker thì bị cảm lạnh, ốm rồi chết. Lúc này hết tiền thì cụ Vitalis định đến Paris để gặp Garofoli. Tên này là một tên chuyên nuôi trẻ em cho đi làm mướn. Tuy nhiên cụ Vitalis chứng kiến tên Garofoli này đánh đập trẻ em quá tàn nhẫn cho nên là cụ quyết định không gửi Remy ở đây nữa. Lúc này đói, rét, kiệt sức và tuổi già sức yếu, cụ Vitalis đã chết trước cổng nhà một người trồng hoa tên là Akanh. Remy thì được bác Akanh cứu sống, bác nhận Remy về. Các con của bác thì coi Remy như anh em trong nhà. Remy được sống, lao động và hưởng thụ y như họ. Tuy nhiên trong một lần cả nhà đi vắng thì một cơn bão tuyết vô tình ập tới đã làm họ tán gia bại sản. Bác Akanh phải đi tù vì không trả được nợ. Còn các con thì phải phân tán khắp nơi ở nhờ nhà họ hàng để lao động và tự nuôi thân. Remy do không có người thân thích cho nên là lại tiếp tục rong ruổi cùng chú chó Capi và cây đàn của mình. Trong khoảng thời gian lang thang này thì Remy gặp được Mathia. Mathia là một đứa bé yếu ớt nhưng mà thông minh lanh lợi. Mathia đã từng ở chỗ của Garofoli, một tên chuyên nuôi trẻ em để đi làm mướn ấy. Tuy nhiên thì lúc này Mathia cũng lang thang cho nên là hai đứa trẻ gặp nhau và cùng nhau kết hợp để đi kiếm sống nuôi thân. Trong khoảng thời gian Remy đi cùng với Mathia thì có một manh mối là gia đình bố mẹ ruột của Remy cũng đang đi tìm Remy, cho nên Remy đã cố gắng để tìm tới họ và Remy đã tìm được cái gia đình mà đang tìm kiếm mình. Tuy nhiên thì hạnh phúc vẫn chưa thực sự tới và cái kết của câu chuyện thì mình sẽ không kể, mình sẽ chỉ tóm tắt 90% thôi. Còn cái kết nó khá bất ngờ nên để các bạn sẽ tự đọc và cảm nhận. Mình nói trước thì sẽ mất cả vui. Rồi, như vậy là mình đã tóm tắt sơ cho các bạn về cốt truyện và nội dung của cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình. Nếu như mà chỉ dùng một từ để mô tả cảm nhận của mình về cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình thì chính là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Cái cốt truyện là nó đã hấp dẫn một phần rồi đúng không? Còn 9 phần còn lại làm nên sự hấp dẫn, làm nên sức sống tiềm tàng của tiểu thuyết Không Gia Đình, đó chính là ở các thủ pháp nghệ thuật, ở cái cách tác giả đưa cốt truyện đấy đi vào lòng người đọc, chạm đến trái tim của người đọc thông qua cái cách kể chuyện hấp dẫn này, cái giọng điệu, giọng văn, rồi cái cách xây dựng nhân vật, mô tả diễn biến tâm lý nhân vật, các câu thoại, rồi những cái kỹ năng của Hector Mallet phải nói là tình của chóp. Cách kể chuyện của Hector Mallet vô cùng là lôi cuốn, nó khiến mình thật sự không thể rời mắt khỏi trang sách một khi mà mình đã bắt đầu đọc. Lối viết vừa phóng túng vừa tả thực đầy mê hoặc, những trường đoạn tả cảnh không bao giờ bị tả qua loa sơ sài, trái lại là luôn luôn chi tiết đầy đủ và sinh động. Dù chỉ nằm ở nhà đọc sách nhưng mà mình vẫn có thể hình dung ra ngay những cái cánh đồng miền quê thanh bình nước Pháp thơ mộng, ngửi được cả mùi hôi thối khó chịu trong những ngày mưu sinh vất vả của các nhân vật và cả mùi sữa bò béo ngậy thơm ngon trong các cơn thèm thuồng của các nhân vật trong truyện. Mình cũng cảm nhận được cái rét bút chạm tới da thịt mình khi tác giả thuật lại những cảnh nhân vật lọ mọ đi trong đêm tối, giá rét và đói nghèo.
Mình nghe được cả tiếng réo quặn thắt của Bao Tử mỗi lần tác giả kể về những cơn đói đang hành hạ các nhân vật của Không Gia Đình. Và còn rất nhiều những thứ khác tại nước Pháp xa xôi ở thế kỷ 19 mà mình có thể tưởng tượng và cảm nhận được ngay trên những trang sách của Không Gia Đình. Đối với mình, toàn bộ thiên truyện hấp dẫn nhất là ở các nút thắt mở liên tục, các tình tiết bất ngờ, diễn biến thì ngày càng gay cấn và gây kích thích. Các nhà văn Hector Malot liên tục tạo ra những trạng thái và sự việc đối lập khiến cho người đọc có cảm giác đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cảm xúc tuy phải thay đổi nhanh chóng theo câu chuyện nhưng mà vẫn rất hợp lý. Ví dụ như ngay ở chương đầu khi người đọc còn đang bay bổng cảm xúc trong veo an nhiên khi mà cậu bé Remy kể lại những tháng ngày êm ấm sống cùng với mẹ Pepperine, thì ngay vài trang sau thì người đọc đã phải cảm thấy xót xa, cảm thương khi mà Remy bị chính người cha bán đi và phải xem mẹ Pepperine người duy nhất yêu thương mình. Hay khi người đọc những tưởng là hạnh phúc đã đến với Remy sau tất cả những cái gian khổ, khó khăn, kinh khủng mà cậu phải trải qua, nhưng không, không ngờ là cậu lại còn phải tiếp tục trải qua những cái đau đớn hơn nữa. Hector Malot trau chuốt từng ly từng tí cho nhân vật của mình. Ông mô tả một cách khéo léo và tường tận về từng nhân vật, từ ngoại hình, giọng điệu đến tính cách, nhân cách, nội tâm, tất cả đều được xây dựng đâu ra đấy. Má Barbarian có vẻ ngoài đôn hậu, dịu dàng, cần cù lao động, thương yêu con và kính sợ chồng. Cụ Vitaly cao lớn, râu bạc, mặc bộ đồ kỳ quặc, tuy chỉ là người diễn xếp rong nhưng luôn thanh cao và điềm tĩnh khiến người ta vẫn phải nể phục. Chú chó Capi lông trắng đẹp trai, dũng cảm, trung thành, vừa lý trí vừa tình cảm. Con khỉ Joliker thì thân thiện nhưng lại bướng bỉnh và tinh ranh. Dù là chính hay phụ, dù là con vật hay con người, tất cả các nhân vật trong Không Gia Đình đều được hiện lên một cách sâu sắc, rõ nét và để lại ấn tượng trong tâm trí của người đọc. Một trong những điểm mình kính nể nhất trong tài năng của Hector Malot chính là việc miêu tả diễn biến tâm lý của nhân vật vô cùng tinh vi và tinh tế. Một phần lớn trong việc thể hiện tài năng này chính là các đoạn độc thoại nội tâm. Ví dụ như lần cụ Vitalis phải đi tù, Remy may mắn được một phụ nữ người Anh cưu mang, cậu được sống trong chăn êm liệm ấm, được ăn ngon và được yêu thương. Khi cụ Vitalis gần mãn hạn tù thì Remy phải chuẩn bị tiếp tục rong ruổi cùng cụ Vitaly trên khắp nước Pháp để cực khổ kiếm sống, chứ không còn được sống sung túc và ổn định nữa. Thì Hector Malot đã miêu tả cái diễn biến tâm lý, những cái đoạn độc thoại nội tâm của Remy lúc này vô cùng xuất sắc. Xuyên suốt tác phẩm thì mình luôn cảm nhận được tất cả những sự giằng xé đau khổ, tư lự, hân hoan, đau khổ, sung sướng của các nhân vật. Theo các bạn thì thế nào là một cuốn sách hay nhỉ? Đối với mình, một cuốn sách hay là một cuốn sách có thể chạm tới sâu thẳm trái tim người đọc. Và tóm lại, chắc chắn đối với mình, Không Gia Đình là một cuốn sách hay, bởi vì ngoài những thủ pháp nghệ thuật tinh tế mà mình đã phân tích ở trên thì Không Gia Đình còn giúp cho mình cảm nghiệm được rất nhiều tư tưởng và giá trị sống, ý nghĩa, khiến mình cảm động về tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình anh em. Sách còn ca ngợi tinh thần kiên cường vượt khó, hăng say lao động, ham học hỏi, luôn giữ vững đạo đức và tình nghĩa dù cho hoàn cảnh có khó khăn tới mức nào. Vừa rồi mình đã chia sẻ xong phần tóm tắt cũng như là cảm nhận review của mình về cuốn sách Không Gia Đình của nhà văn Pháp Hector Malot. Và mình đã hiểu sâu sắc tại sao cuốn sách này lại nằm trong danh sách những cuốn văn học kinh điển hàng đầu trên thế giới. Mình thật sự khuyên các bạn hãy đọc cuốn Không Gia Đình này đi. Hãy để cho những cuốn sách như thế này nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc của bạn. Hãy bỏ qua hết những cái gánh nặng lo âu, những muộn phiền lo toan vất vả kiếm sống ngoài kia, đắm chìm vài giờ đồng hồ trong thế giới của những người nghèo, những người vô gia cư trong Không Gia Đình. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn và không phí phạm chút thời gian nào của bạn đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu như các bạn đã từng đọc cuốn Không Gia Đình và muốn chia sẻ bất cứ điều gì về cuốn sách này hoặc là những cuốn sách tương tự như thế này thì hãy thoải mái comment ở phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh vì mình sẽ trở lại với những cuốn sách thú vị tiếp theo. Xin chào! Ngoài lề một chút đó là mình muốn nói cái cuốn sách mình đang cầm trên tay đây là được in bởi nhà xuất bản Văn Học vào năm 2005, tức là cách đây cũng 15-16 năm rồi. Và mình thấy là mình rất thích cái phong cách dịch thuật cũng như là những ngôn từ được sử dụng trong cái phiên bản này. Mình nghĩ là những cái cuốn hiện đại gần đây ấy, thì họ sẽ thay đổi cái phong cách dịch đi cũng như là ngôn từ phải thay đổi cho phù hợp với văn học hiện đại. Do đó nếu như mà bạn thuộc kiểu 9X như mình mà muốn đọc những cái văn học gần gũi hơn kiểu cuối thế kỷ 20 ấy, thì bạn nên chọn những cái cuốn Không Gia Đình mà phiên bản kiểu cổ cổ, mua ở nhà sách cũ cũng được, nhưng mà bạn sẽ được cảm nhận
gần như là sát với nguyên tác hơn là những cái cuốn hiện đại như này.